Bực tức vì bị thu hồi nợ, nam thanh niên chế bom xăng, ném vào trụ sở ngân hàng. Ngày 12 tháng 10, Võ Văn Bằng, 24 tuổi, bị công an thị xã Sông Cầu bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, Bằng vay tiền online và chậm trả nên bị ngân hàng thanh lý hợp đồng cho bên thu hồi nợ. Rạng sáng ngày 3 tháng 10, sau khi sử dụng ma túy, anh ta nhớ lại việc bị nhân viên ngân hàng đến đòi tiền nên bực tức. Bằng sau đó chế tạo 12 chai bom xăng, chạy xe máy đến 4 chi nhánh ngân hàng tại địa phương, ném những chai này vào bên trong và các trụ ATM gần đó, rồi phóng xe đi. Bảo vệ ngân hàng cùng người dân gần đó phát hiện sự việc, nhanh chóng dập lửa. Vụ cháy làm hư hỏng nhẹ một vài trụ ATM. Vài tiếng sau, Bằng bị cảnh sát bắt giữ. Sau thời gian làm rõ tính chất, mức độ hành vi của nghi phạm, cơ quan điều tra khởi tố bị can.